Hello, chào các bạn. Chiều nay trời u ám quá, sắp mưa rồi. Sài Gòn đang chuẩn bị bước vào một cái đầu mùa mưa. Những trận mưa đầu mùa đang chuẩn bị bắt đầu. Vâng, hiện giờ tôi và các bạn đang ở trong cái giai đoạn là cách ly toàn xã hội 15 ngày. Vâng, buồn quá, không biết việc gì làm. Cho nên hôm nay tôi lên sân thượng đây hóng gió và review giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm thông dụng. Đây là cục pin sạc dự phòng của Xiaomi. Thì các bạn ai cũng biết rồi, cục pin sạc dự phòng là dùng để mình mang theo để đi chơi, đi phượt. Đấy, và dùng khi mà điện thoại của mình sắp hết pin. Thì đây là sản phẩm bình thường rồi. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm độc đáo. Vâng, đây pin, đây là bộ sạc năng lượng mặt trời, dùng năng lượng mặt trời để sạc cho điện thoại của mình. Vâng, sau khi hết dịch thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ đi du lịch và đi chơi cho thỏa thích, thì việc điện thoại của mình hết pin thật sự là rất là buồn. Cho nên tôi giới thiệu với các bạn hai sản phẩm pin sạc dự phòng. Thì cái đầu tiên là các bạn nhìn nó giống như là một cục pin sạc dự phòng, giống như vậy, kích thước tương tự và độ nặng tương tự. Nhưng mình có thể mở nó ra, đây gấp là 4 lần, mở nó ra và đem phơi nó ngoài nắng để mình tiếp nhận cái năng lượng mặt trời và chuyển hóa thành điện, và nó sẽ lưu vào trong này, lưu vào trong cái cục pin sạc dự phòng của mình ở đây. Ở đây nó tích hợp sẵn cho mình một cái cục pin năng lượng, cục pin dự phòng giống như cục này, dung lượng của nó là 20.000 mAh. Đấy, khi không dùng thì mình gấp lại, nó giống như một cái pin sạc dự phòng bình thường, có móc treo. Còn sản phẩm thứ hai to hơn như một cái iPad. Đó, kích thước của nó như một cái iPad 10 inch, 8 inch. Đó, và mình cũng có thể dở nó ra khi sử dụng. Đây, năng lượng mặt trời, công suất của con này là 30W. Đấy, thì mình cũng đem ra mình phơi ngoài nắng. Không nhất thiết là phải là nắng mạnh đâu. Cái này nó mắc tiền hơn. Cho nên rằng là chỉ cần nắng nhẹ thôi, hoặc là ánh sáng thôi là nó đã có điện rồi. Đấy, rất là mỏng và nhẹ nhàng. Thông số của hai sản phẩm này đó, đó, tôi mua ở trên Banggood. Vâng, nó dịch qua tiếng Anh cho nên là tên tuổi của nó và thông số của nó các bạn có thể bấm vào link mô tả của video. Phần mô tả dưới video sẽ có link chi tiết của sản phẩm, giá cả cập nhật liên tục đó, và cấu hình nó chi tiết hơn. Đó, tôi nói ở đây thì nó sẽ dài dòng mà có thể nó sẽ không chính xác. Các bạn bấm vào link để xem giá cả nhé. Thì giá con này tôi nhớ không lầm thì khoảng độ 28 đô la, còn cái này là khoảng độ 41-42 đô la gì đó. Đó, các bạn thêm thông số kỹ thuật ở bên dưới link mô tả. Ở đây là mình nhìn sẽ thấy nó có công bộ mạch ở đây, bộ chip, và nó có hai cổng USB. Thì mình chỉ việc cắm cái cáp USB của mình vào thôi. Đó. Và đầu này sẽ là ra, tùy theo cáp của mình, Type-C hay là micro USB hay là Lightning, thì sẽ cắm điện thoại của mình vào đó. Đó, mình sẽ cắm cái điện thoại của mình vào đây là mình sẽ sạc thôi. Đó, đây là pin sạc năng lượng mặt trời, và nó sạc trực tiếp vô điện thoại của mình luôn, nó không có lưu giữ lại. Đó, luôn. Đó, và hoặc là mình cắm cái này vào trong cái pin sạc dự phòng của mình để nó sạc vào cái pin này, rồi mình sẽ dùng lại sau. Còn cái bộ sạc dự phòng này, năng lượng này, thì nó có tích hợp sẵn cục pin ở trong này, cho nên nó dày này, bạn nhìn này, nó dày này. Đó, thì khi mà mình sạc á thì nó sẽ sạc vào đây, rồi từ đây mình sẽ sạc qua điện thoại của mình. Ok. Đó, cổng kết nối ở đây mình cũng có hai cổng xuất ra,
USB xuất ra. Đấy, mình có hai cổng USB để xuất ra ở đây. Đó, để xuất ra sạc cho điện thoại của mình hoặc là những thiết bị khác, đồng hồ thông minh hay là GoPro hay là những thiết bị khác. Bên cạnh đó nó có một tính năng giống như là một cái pin sạc dự phòng, tức là có cổng Type-C ở đây. Tức là mình sẽ ở nhà, mình sẽ dùng điện nguồn. Đó, mình sẽ dùng củ sạc ở nhà, mình cắm ở đây củ sạc điện lưới 220, mình sạc vào đây trước, mình sạc đầy vào đây và mình xách đi chơi. Đó, rồi sau đó mình sẽ nhả từ đây qua điện thoại của mình. Chừng nào hết thì mình đem cái này ra phơi ngoài nắng. Vâng, rất là tiện. Đó, mình có thể đeo ở trên ba lô, đeo ở trên ba lô trong khi mình đi bộ. Đó, mình đi trekking, đi bộ leo núi. Đấy, như những cái video các bạn coi tôi đi leo núi Kế Chan và núi Bờ Đen, thì khi mình đi vào những cái nơi như vậy thì chỉ có ánh nắng hoặc trời thôi, chứ còn pin của mình, pin sạc dự phòng này của mình thì chỉ dùng được một ngày. Nếu các bạn đi một ngày thì không cần, đi hai ngày các bạn có thể cần cái này, nhưng nếu các bạn đi lâu hơn, dùng nhiều hơn, từ 2 ngày, 3 ngày trở lên, thì chắc chắn là tôi nghĩ các bạn cần phải nên mua một bộ như thế này. Đấy, rất là tuyệt vời, rất là nhỏ gọn. Thì đầu tiên nói về cái chất lượng sạc của con này thì tôi đã sạc thử rồi, đã test thử, đã phơi nắng thử, từ nắng nhẹ, nắng yếu, nắng mạnh. Đó, thì kết luận như sau. Với một cái điện thoại bình thường thôi, sử dụng thông dụng là cái điện thoại S7 đi. Đó, cái S7S của tôi sử dụng, tôi cắm ở đây tôi phơi nắng trực tiếp, thì trung bình là một tiếng đồng hồ thì tôi sẽ sạc được khoảng độ 25%. Một tiếng đồng hồ tôi sạc được 25%. Nếu mà nắng nhẹ, trời mát thì được 20%, mà nắng mạnh thì có thể lên đến 30%. Đó, trong vòng một tiếng thì mình sẽ sạc được trong cái điện thoại S7S là 25%, trung bình tới 30%. Đó, tùy theo cái góc nhìn, góc nắng của mình. Đó, thì với tốc độ này thì nó cũng chậm hơn so với lại điện lưới của mình, so với mình sạc ở nhà. Điều chắc chắn rồi, nó không thể nào mà nó mạnh như là một cái pin sạc dự phòng này được. Thì theo thông số đó thì tôi nhầm tính rằng là chắc là nó chậm khoảng độ một nửa đấy các bạn. Một nửa, 25% thì mình phải phơi 4 tiếng nó mới đầy, 4-5 tiếng nó mới đầy được cái điện thoại đó của mình. Đó, còn nếu mình sạc bằng cái này thì nó nhanh hơn, chắc khoảng độ 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng. Đấy. Thì cái này là rất là ok, tôi rất thú vị cái này, nó rất là hiệu quả. Ở đây nó có cái đèn. Đây này, các bạn thấy nó có đèn này. Đó, bình thường thì nó tắt, nhưng mà khi mình mở ra mình đón ánh sáng này. Đó, thì cái đèn nó sẽ đỏ lên, các bạn thấy nó đỏ không? Đấy. Đó, khi mình mở ra mình đón ánh sáng sạc thì đèn đỏ là báo hiệu rằng là đã có điện. Đó, đèn đỏ này. Đấy. Và mình cắm vào điện thoại là nó báo sạc ngay tức thì thôi. Còn cái cục này á, $28 thì nó tiện hơn là nó tích hợp vừa pin sạc dự phòng, vừa sạc năng lượng mặt trời. Tuy nhiên tôi cũng có xét, cũng có dùng thử rồi, thì cái độ sạc của con này á, nó chậm hơn. Nó chậm hơn rất là nhiều. Sạc từ đây mà vô mà đầy được cái cục này, cục này 20.000 mAh, cho nên nếu mà để mà sạc đầy vào thì tôi không có cái đồ nghề gì để tôi đo 20.000 mAh, mà cái cục này tôi sạc điện ở nhà đó, sạc cái củ sạc ở nhà thì phải để cả đêm, phải 8 tiếng nó mới đầy được cái cục pin 20.000 mAh này. Có, cho nên mình phơi nắng mình chỉ chờ được tối đa là chừng một tiếng mình thử thôi. Thì với cái đèn ở đây, đó, mình mở ra là cái đèn nó sáng này. Đấy. Thì nó có 4 vạch, thì mỗi vạch là tương đương với lại 25%.
Đó thì mình phơi cả tiếng hồ thì nó cũng chưa nhảy đến đột vạch, cho nên là cũng không kết luận được. Đó, đèn sáng các bạn thấy không? Đó, còn mình gấp lại này, mình gấp lại này, là đèn nó sẽ tắt đi. Đó là đèn tắt đi. Còn mình mở ra đón ánh sáng thì đèn sẽ sáng lên. Đó, tại thời tiết bây giờ đang là không có nắng, trời muốn mưa rồi. Đấy, ok. Đấy, thì cái này nó tiện hơn là nó có pin ở trong này. Tuy nhiên sạc thì nó chậm hơn. Đó, sạc vào nó yếu, nó chậm hơn. Còn cái này nó to, ba công suất nó là tới 30W mà. Nó to nhưng mà nó mỏng á. Nó mỏng như cái tính bảng, cho nên mình bỏ vào ba lô thì cũng không thành vấn đề, rất là ok. Đó, và sạc ở đây có hai cổng. Đó, sạc khá là mạnh, khá là ok. Nếu các bạn thích đi du lịch, thích đi phượt, thích đi đây đi đó, chuyến đi dài ngày, thì chắc chắn là các bạn sẽ cần một trong hai sản phẩm như thế này. Đấy. Đó, nếu các bạn cảm thấy thú vị thì hãy bấm vào phần mô tả của video để xem cấu hình chi tiết hơn. Đó, và đặt mua cho mình một bộ. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo. Hy vọng là mùa dịch corona này sẽ sớm kết thúc, để chúng ta có những cái chuyến đi chơi, những chuyến dã ngoại, để bù đắp lại những cái khoảng thời gian mà chúng ta bị cách ly ở nhà như thế này. Rất là buồn. Bye bye.